Thưa quý vị và các bạn, sản lượng niên vụ cam 2023-2024 trên địa bàn tỉnh dự kiến trên 54.000 tấn. Hiện nay cam vàng Hà Giang đang chín rộ, cùng với đó cam sành cũng đã chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Các sở ngành địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp cùng người dân tiêu thụ sản phẩm cam. Niên vụ 2023-2024, gia đình anh Nguyễn Văn Định, thôn Việt Hà, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, có hơn 4 hecta cam, gồm cam vàng và cam sành hiện đã thu hoạch 15 tấn cam vàng với giá bán 8 đến -10 10.000 đồng một kg. Từ đầu vụ, gia đình anh Định đã kết nối được với các thương lái và một số đại lý siêu thị trên cả nước hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Do đó, sản lượng cam năm nay của gia đình anh Định dự tính được khoảng 50 tấn sẽ đảm bảo tiêu thụ kịp thời. Năm nay thì rất là ổn định mà người ta mua thương lái rất là dễ bán thì người ta cũng cũng chỉ trong vòng như nhà mình vườn năm nay khoảng tầm có 40 tấn chắc là chỉ cắt 3 ngày là xong mà tiêu thụ đi vào các tỉnh miền xuôi là cũng dễ bán. Còn đối với hợp tác xã sản xuất cam Việt Gáp Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang đã hạn chế việc trồng mới, tập trung thâm canh, chú trọng vào chăm sóc, nâng cao năng suất, chất lượng. Cùng với đó, xây dựng và tổ chức tập huấn quy trình thu hái và bảo quản cam cho các thành viên và người dân để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, vấn đề an toàn thực phẩm được hợp tác xã đảm bảo nhờ xác định giải pháp trọng tâm ngay từ khâu sản xuất nên đã giúp việc tiêu thụ sản phẩm cam của hợp tác xã diễn ra thuận lợi. Năm nay thì cái mức tiêu thụ cam vàng chín sớm của hợp tác xã hiện nay đã tiêu thụ được khoảng trên 55 năm đến 60%. Hợp tác xã tiêu thụ ở trên các kênh một là bán buôn, hai là bán lẻ trên các trang mạng điện tử. Tại các vùng trọng điểm trồng cam trên địa bàn tỉnh, chính quyền cơ sở, các hợp tác xã và người trồng cam đều nắm thế chủ động tìm kiếm thị trường từ đầu vụ. Các hợp tác xã, các nhà vườn liên kết với nhau trồng cam sạch, bán cam ngon an toàn. Từ đó, mỗi người, mỗi cá nhân tập thể cùng chung trách nhiệm thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị. chúng tôi đã tổ chức cho bà con này xúc tiến từ miền Trung trở ra về báo chí cũng như là các tỉnh phía Bắc cơ bản thì đối với cam của Yên Hà thì từ năm ngoái năm nay thì bà con chỉ là ông bán bà con bán ổn định. Các cấp ủy chính quyền địa phương đã liên hệ với các cái đơn vị thu mua như là các cái siêu thị lớn ở dưới Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn và các tỉnh miền Trung để quảng bá cũng như là kết nối với các đơn vị để biết đến sản phẩm cam trên địa bàn của Hà Giang và tiêu thụ cho bà con nhân dân trên địa bàn. Hiện nay các thương lái hợp tác xã tại các xã trồng cam trên địa bàn tỉnh đang tập trung thu mua, xuất bán cam vàng. Phương châm hợp tác tiêu thụ là lợi ích hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ để cùng thắng lợi. Với tiến độ tiêu thụ cam chín sớm nói riêng và cam vàng nói chung đang diễn ra thuận lợi như hiện nay, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo đà cho vụ cam sành sắp tới.